Xin chào mọi người. Nghe là cô Thuận. Thủy có hỏi cô Thuận làm một cái video nói về cái chương trình của cô Thuận đang dạy và về gia đình cô Thuận một chút. Cô Thuận là sinh sống ở sống ra được ở Việt Nam và ở đây được 11 năm. Sau đó gia đình cô Thuận đi qua bên Mỹ và cô Thuận sống ở bên đó là được 23 năm. Và sau 23 năm thì gia đình cô Thuận muốn trở về Việt Nam trải nghiệm cuộc sống và để các con cái của cô Thuận được học tiếng Việt và cô Thuận có thể dạy tiếng Anh. Và chương trình mà cô Thuận dạy là nó gọi là VIP Kids. Và trong đó là cô Thuận có dạy cho các trẻ con ở Trung Quốc. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cách dạy của VIP Kids. Và nếu các bạn thích thì ủng hộ cô Thuận nha. Và sau đó cô Thuận sẽ bỏ trong YouTube rồi các bạn coi. Và các bài hát của cô Thuận dùng. cô Thuận là học bằng Master và về Child Development là về sự phát triển của con nít. Và sau đó cô Thuận dùng âm nhạc và giúp trẻ con vừa học âm nhạc vừa tiếp thu vừa học tiếng Anh. Và ở bên Mỹ cô Thuận cũng mở ra một mẫu giáo và dạy cách cảm thụ âm nhạc. Như vậy và ngày hôm nay thì cô Thuận là giáo viên ở Mon Art và ở Surya House và VIP Kids. Các bạn coi và ủng hộ cô Thuận nha. Right. Cảm ơn các bạn.